Ngoài việc sở hữu 4 kỹ năng chính mạnh mẽ, thì mỗi tướng trong liên minh đều được trang bị một chiêu thức nội tại cực kỳ độc lạ. Tuy nhiên, không phải cái tên nào cũng may mắn và được ưu ái, khi có những nội tại trở nên vô dụng khi về cuối trận và hoàn toàn không giúp được gì cho bạn cho những pha combat cuối cùng. Hôm nay, mời các bạn cùng Xemgame.com điểm qua top 6 vị tướng sở hữu nội tại có cũng như không khi về cuối trận trong liên minh nhé. Fiddlestick, kinh hoàng. Nhắc đến Fiddlestick, người ta sẽ nghĩ ngay đến một vị tướng bù nhìn siêu giặt dẹo mà rất ít người quan tâm đến trong trò chơi. Gã người dơm là một vị tướng rừng kiêm hỗ trợ khống chế và gây sát thương diện rộng với chiêu cuối, bão quạ. Thế nhưng nhà phát hành lại không ưu ái mấy cho được con ghẻ này khi chỉ cho thêm một chút tốc độ di chuyển trong 1,5 giây và nội tại. Với những người chơi thuần Fiddlestick, chiêu cuối, bão quạ là một chiêu thức rất quan trọng để lao vào giao tranh và di chuyển qua lại giữa nhiều vị tướng khác nhau. Việc chỉ buff nhẹ một ít tốc độ di chuyển gần như không giúp ích gì cho gã người dơm, vì lúc này hắn đã có đầy đủ tốc độ di chuyển từ trang bị và điểm ngọc bổ trợ rồi. Ngoài ra, những vị tướng mới hiện tại đều được trang bị những chiêu thức khống chế và tẩu thoát. Thế nên nếu muốn có một chút tác dụng ở cuối game, nội tại này nên thêm vào khả năng kháng hiệu ứng trong 1,5 giây sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Draven, ngưỡng mộ. Cái tên tiếp theo trong danh sách những nội tại phế phẩm nhất về cuối game chính là ngưỡng mộ của Draven. Nào, các ông từ từ hãy comment. Đây là một trong số những nội tại rất mạnh đầu game, khi nó cho phép bạn tích được điểm ngưỡng mộ và được thưởng rất nhiều vàng nếu vào cục tướng địch. Nội tại này không những khiến cho Draven trở thành gã siêu giàu ở đầu trận, mà khiến cho hắn ta hoàn thành xong rất nhiều món trang bị chân phái của mình ở trước phút 25 để ném dìu không trượt phát lào vào mặt cả team địch. Thế nhưng sau khi có được đủ 6 trang bị và bình thuốc trên người, nội tại này ngay lập tức không giúp ích được gì cho tên đao phủ nếu chẳng may trận đấu bị kéo dài lâu hơn dự tính. Việc có dài trận đấu hoàn toàn là một bất lợi lớn khi để Draven solo phun đồ với những xạ thủ khác khi họ có những nội tại vẫn giúp ích về cuối trận về mặt sát thương. Vì vậy, nếu chơi Draven, hãy đè nén đối thủ một cách triệt để và có được chiến thắng thật sớm nếu bạn không muốn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ của mình chiến thắng ở giai đoạn sau của ván đấu. Twisted Fate, gian lận. Tương tự Draven, nội tại ăn thêm tiền khi tiêu diệt mục tiêu của Twisted Fate cũng là một dạng nội tại cho có của tên thần bài này về cuối trận. Mặc dù nổi tiếng là một tay cờ bạc và nội tại của hắn cũng vô cùng liên quan đến tiểu sử, thế nhưng việc càng về cuối trận, nội tại cũng dần mất đi tác dụng, cũng khiến Twisted Fate giảm một phần sức mạnh trong những pha combat. Có thể TF là người bứt lên sớm cho ván đấu với lượng tiền được liên tục bổ sung. Thế nhưng đôi lúc gã thần bài này sẽ khá yếu nếu phải solo 1v1 với một pháp sư hoặc xạ thủ phun đồ khác. Tuy nhiên, nội tại có như không này của hắn cũng đã ít nhiều giúp hắn hoàn thành được ngưỡng trang bị sớm hơn đối thủ ở giai đoạn đầu của ván đấu. Và lại nếu xét cho cùng, Twisted Fate là một vị tướng không nhờ đến nội tại để gây sát thương, mà thường dùng tiền đè chết người, lấy lượng tiền có được từ việc farm và đè chết đối thủ. Nếu không có lượng tiền cộng thêm ở đầu trận, chắc chắn TF sẽ không thể thăng tiến sức mạnh trong trận đấu một cách tốt nhất. Zilin, lọ chữ thời gian. Nếu như Draven hay Twisted Fate không có gì ngoài tiền, thì các đồng đội của Zilin cũng không có gì ngoài một đống kinh nghiệm. Gã giám hộ thời gian là một trong những người dư giả kinh nghiệm và có thể chia cho đồng đội của mình bằng nội tại lọ chữ thời gian. Một lần nữa, đây là một trong những nội tại siêu có ích ở đầu game khi có thể lên cấp 6 trước đối thủ và win lên, thế nhưng lại trở nên vô dụng khi về late. Bạn sẽ chẳng cần một người có thể buff kinh nghiệm cho bạn khi bản thân đã đạt cấp 18 đúng không? Tuy nhiên, việc mất đi một nội tại khi về late cũng không khiến cho Jhin gặp khó khăn là bao, vì hắn chưa bao giờ là người trực tiếp hưởng được nội tại của mình cả. Đúng là một người giả cao cả của Liên minh, đúng không các bạn? Heimerdinger, cơ giới ma pháp. Nếu như Twisted Fate hay Jhin là những vị tướng dùng vàng và kinh nghiệm để đè chết đối phương ở khoảng thời gian đầu, thì Heimerdinger lại là một trường hợp khác. Nhà khoa học Yudo là một trong những vị tướng có nội tại có phần phế hơn những vị tướng khác khi chỉ tăng thêm một chút tốc độ di chuyển khi đứng gần trụ và những ụ súng của mình. Việc này càng về cuối trận sẽ càng mất đi tác dụng, khi sát thương trong giao tranh sẽ cần thiết hơn cho một vị tướng pháp sư như Heimerdinger. Và lại, với những vùng đất được buff nội tại rồng gió, bất kể vị tướng nào cũng có thể di chuyển rất nhanh trong giao tranh mà không cần đến nội tại của lão bác học này. Nếu có thể, Riot nên thiết kế theo hướng tăng lượng giáp và máu cho các ụ súng, hoặc cho phép Heimerdinger đặt những ụ súng giả lập của mình vào những chiếc trụ đã vỡ như Azir. Với nội tại này, chắc chắn gã bác học Yudo của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và ra dáng của nhà bác học có thể chế tạo mọi thứ hơn trong trò chơi. Ngộ Không, mình đồng ra sắt. Ngộ Không là một trong những vị tướng đang bị hắt hủi nhất Liên minh khi đạt tỷ lệ cấm chọn thuộc hàng cao nhất từ dưới lên và chỉ hơn Scanner một chút. Bộ kỹ năng của Ngộ Không vẫn rất vá trong tay những người chơi kỹ năng cao với khả năng sốc đam những đối thủ yếu máu cực kỳ khó chịu. Không như vậy, đây là một trong những sát thủ rất được ưa thích với hình tượng Tề Thiên Đại Thánh chứ danh, đã làm mưa làm gió trong khoảng thời gian rất dài. Thế nhưng, Ngộ Không hiện tại lại dần tuột mất vị trí của mình khi meta thiên về những pha giao tranh đầu trận khiến chất tướng dọn rừng kém của hắn gặp vấn đề. Không như vậy, những lần liên tục nớp sức mạnh đến từ Riot khiến Tề Thiên Đại Thánh một thời dần chìm vào quên lãng. Và hiện tại, gần như không ai ngó ngàng hay đoái hoài tới vị tướng này trong những trận đấu xếp hạng dù chiêu cuối có rất nhiều tác dụng. Nói về nội tại của Ngộ Không, đây là một trong những nội tại rất tốt cho hắn ta ở giai đoạn đầu trận. 4, 6, 8 giáp cộng thêm với số lượng tướng đồng minh hoặc tướng địch cho hắn một sự chống chịu đáng nể cho những pha giao tranh đầu game. Mặc dù vậy, sự cứng cáp vô cùng khiêm tốn này lại không mấy giúp ích cho một vị tướng sát thủ như Wukong so với các sát thủ khác về cuối trận. 8 giáp ở giai đoạn sau của trận đấu gần như không có ý nghĩa gì nhiều với lượng đồ ngày càng tăng tiến của các xạ thủ, còn bạn lại là một sát thủ không cần quá nhiều giáp. Với những thay đổi mới được thử nghiệm trên máy chủ BBE với một lớp giáp ảo sau khi thoát tàng hình, nội tại của Ngộ Không sẽ không còn bị đánh giá quá thấp như thời điểm hiện tại, đặc biệt cho những thời điểm nhạy cảm như cuối trận. Vậy theo bạn thì trong Liên minh còn nội tại nào trở nên phế khi về cuối trận không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!